Á hậu Thúy Vân ăn diện để xem tuyển Việt Nam đá với UAE. Cô cho rằng, trận này Việt Nam xuất sắc. Trọng tài mà bắt đúng là mình thắng 3, 2. Trên mạng, nhiều cổ động viên Việt Nam cũng đồng tình với quan điểm của bà mẹ một con, đặc biệt là tình huống công phượng ngã trong vòng cấm địa của UAE, nhưng không được hưởng phạt đền. Ca sĩ Bảo Thi cũng làm cú đêm sát cánh bên các chiến binh sao vàng. Hoa hậu Đỗ Thị Hà dạng dở trong màu áo cờ đỏ sao vàng khi cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Trước đó cô dự đoán tỷ số 1, không nghiêng về đội tuyển Việt Nam, nếu thua kèo sẽ dẫn đàn chị Lương Thùy Linh đi ăn uống thả ga khắp 36 phố phường Hà Nội. Hoa hậu Tiểu Vi trước đó cũng dự đoán Việt Nam thắng UAE 2, 1. Nếu Việt Nam thua, cô sẽ phải lau nhà cho người chị một tháng, và trông hai bé siêu quậy cho một người chị khác một tuần. Vẻ mặt lém lĩnh, Gây cười của bé Lê Ông nhà Hồ Ngọc Hà, kim lý khi mượn kính của chị gái song sinh Lisa. Hoa hậu Mai Phương Thúy dậy từ 4 giờ sáng, cùng mọi người chuẩn bị 632 phần ăn sáng cho các y bác sĩ bệnh viện nhiệt đới. Hình ảnh được chụp tại Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Khoảnh khắc đáng yêu của hai con Su và su Chinh nhà Cường Đô La. Ông bố trẻ kể, sáng nào anh hai cũng được Chinh đánh thức và phải ôm Chinh một lúc trước khi vào học online. Nhạc sĩ Dương Thắc Linh đăng ảnh bà xã Sara lưu bên hai con song sinh và tự nhủ, thêm hai tuần ở nhà nữa với ba em dễ ghét này trả sao cả. Hoa hậu Khánh Vân mồ hôi nhễ nhại vì tích cực thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong thời gian cách ly. Hòa Minh Duy khoe ảnh tiểu thư quý phái, phan khen đẹp nhưng đoán cô phải đứng lên ghế để có chiều cao hơn 2M như hình. Biên đạo múa dôn Huy Trần và bạn đời Huỳnh Nhiệm tận hưởng hạnh phúc giảng đơn bên nhau. Hà Mi